việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với bệnh viện bạch mai là điều kiện để các bệnh nhân được tiếp cận trở lại với y tế chuyên sâu của bệnh viện tuy nhiên song song với đó vấn đề bảo đảm an toàn sau khi tái hoạt động được lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm Tuy nhiên song song với đó, vấn đề bảo đảm an toàn sau khi tái hoạt động được lãnh đạo bệnh viện đặc biệt quan tâm. Đại diện lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã có những phương án để tiếp nhận bệnh nhân đến khám bệnh như bình thường nhưng với điều kiện an toàn về mặt dịch tễ ở mức cao nhất. Bệnh viện lập kế hoạch phân luồng phân tuyến sang lọc về mặt nhiệt độ, về mặt dịch tễ, về mặt xét nghiệm để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, vấn đề bảo đảm công tác chống nhiễm khuẩn, vệ sinh ở trong bệnh viện cũng đã được tăng cường ở mức độ cao nhất. Bệnh viện tăng cường truyền thông đối với người bệnh và và người nhà ra vào bệnh viện để cho tất cả mọi người đều hiểu vì chống dịch là công việc của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng y tế.